Nửa đêm đang dọn nhà, cô gái bị thế lực ma quái kéo lê trên sàn nhà một cách khó hiểu. Một sự việc vừa được chia sẻ trên mạng xôi TikTok làm ai xem được cũng không khỏi nổi da gà về độ kỳ quái khó hiểu và có phần tâm linh khi mà một người phụ nữ đang làm việc nhà bỗng bị một thế lực siêu nhiên nào đó kéo lê cả một quãng dài. Cho đến khi người này hét lên và bỏ chạy thục mạng thì sự việc ấy mới chấm dứt, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cô gái. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại sau đó chia sẻ lên mạng xã hội bởi một tài khoản người nước ngoài. Theo như được kể lại, lúc này khoảng 12 giờ đêm, sau khi kết thúc công việc và trở về nhà một mình, người phụ nữ trong đoạn clip đã dọn dẹp lại đồ đạc một chút trước khi đi ngủ. Lúc cô gái đang loay hoay sắp một thứ gì đó vào trong chiếc hộp hình chữ nhật, thì bỗng dưng có một thế lực bí ẩn túm lấy chân trái của người này rồi đối ngược cô gái ra phía sau với một lực kéo rất mạnh. Như một phản xạ, cô gái đã cố bám víu vào chiếc hộp và ghi người xuống nền nhà, nhưng tất cả đều thất bại bởi thứ đang kéo chân cô quá sức mạnh mẽ. Sau khi bị kéo lê trên sàn nhà khoảng chừng 5 mét cùng với tiếng hét thất thanh cầu cứu giữa đêm khuya, lúc này cô gái mới được buông thả và ngay lập tức bỏ chạy thục mạng ra phía bên ngoài. Ngày hôm sau, khi đủ tỉnh táo để xem lại camera, người này thực sự không tin vào mắt mình khi phía sau lưng không hề có ai. Hơn hết, cô gái chỉ ở một mình nên việc bị người khác trêu chọc là hoàn toàn vô lý. Quá sợ hãi với những gì đang xảy ra, người này quyết định chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội để mong muốn tìm ra câu trả lời. Một số người khi mới xem lần đầu đã nhìn ngay ra vấn đề, nhìn kỹ sau bức tường có thể thấy một con búp bê đang giang tay có vẻ hơi bất thường. Họ cho rằng dường như con búp bê ấy đã bị vong nhập và nó đang dùng sức lực của mình để trêu đùa cô gái. Một số ý kiến khác lại cho rằng cô gái bị một người nào đó cuốn dây vào chân rồi kéo lê ra phía sau. Tuy nhiên nhìn kỹ lại không hề thấy bất cứ sợi dây nào. Và lại nếu bị cuốn dây vào chân, làm sao người này có thể bỏ chạy một cách nhanh đến như vậy? Mặc dù không biết thực hư thế nào, tuy nhiên chủ nhân của đoạn clip cho biết đây là căn nhà bỏ hoang được cô gái thuê lại khoảng 2 tháng nay. Và thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều chuyện khó hiểu khiến cô phải mất ăn mất ngủ.